VCN. Và đây là một bài hát dành tặng cho quê hương Vĩnh Phúc. Please listen. Yêu thương mảnh đất quê hương tôi, điểm mình trên bản đồ đất nước những năm 50, từ thế kỷ trước hơn 6 thập kỷ trôi qua, biết bao niềm tin chất chứa một vùng quê nghèo quyết tâm đi lên xây dựng từ cây lúa, cả chặng đường dài phát triển để đến nay đổi thay bộ mặt kinh tế xã hội là điện đường trường trạm ở khắp nơi, nơi đêm về phố xá để sao ánh sáng yêu thương ngập trời. Có thể bạn không tin, nhưng hãy đến với quê hương tôi. Bốn mùa, bốn hương vị, bốn cảm xúc tuyệt vời. Con người cởi mở chân thành, cần cù lao động dù trong gian khó, vẫn luôn luôn đoàn kết cùng nhau vượt qua tất cả thì để cuộc sống mới và từ thành thị đến làng quê, vẻ đẹp nao lòng những chơi khách thập phương tìm về là tháp cổ Bình Sơn, đẹp hơn tranh thủy mặc hay non xanh nước biếc Tam Đảo Bồng Lai. Chốn linh thiêng trường tồn mãi mãi như cụm đỉnh Hương Canh, đặc sản bổ lành có bánh gió tam hợp, ai đi xuôi về ngược nhớ cá thính chè kho, chốt hết ưu tư phiền lo về Tây Thiên lễ Phật, niềm tự hào lớn nhất có thành phố Vĩnh Yên hay khu công nghiệp Bình Xuyên đang ngày ngày khẳng định thế mạnh trong từng bước tiến, và còn bao địa danh khác hoặc có thể kể hết chỉ trong một bài hát. Con người Vĩnh Phúc hơn ngàn năm phấn đấu, từ thời bình cho tới thời chiến luôn luôn cố gắng đi đầu trong mọi công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước. Nam có Trần Nguyên Hãn, nữ có Hai Bà Trưng, ba lần có tăng ngâm Bắc Hán, 200 năm thực dân đói nghèo khổ đau, mưa bom bão đạn bao sông máu đổ ra, vẫn một lòng quyết tâm vững tin chiến thắng. Bước chân trên mảnh đất yêu thương lòng tôi, bao cảm xúc vẫn vương và tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ra nơi đây. Dẫu cho ngày mai có ra sao và thời gian làm thay đổi thế nào thì tôi sẽ mãi mãi yêu quê hương tôi. Và dù ngày mai có ra sao thì tôi cũng sẽ mãi mãi yêu quê hương thôi. VCN from the wind. Trẻ Vĩnh Phúc nói theo gương cha anh đã nỗ lực từng ngày học tập ước mơ mai sau làm giàu đất nước, người học hành giỏi giang, người khăn có hành trang giữ gìn biên cương, đâu cần nói đâu xa, trung học phổ thông từ chuyên VP cho tới lên sách cùng năm mươi mấy trường khác vẫn đang đứng top hàng đầu cả nước. Nuôi nấng bao nhiêu ước mơ của những con người, tuy chưa hết trẻ thơ nhưng con tim mang đầy hoài bão. Quê hương tôi bình thường trang chứa lòng mến khách, yêu thương hòa bình, những khi nâng nấp lông nghi kẻ thù xâm phạm sẵn sàng hy sinh thân mình đánh đổi tất cả chỉ mong một ngày tổ quốc được bình yên. Một điều hiển nhiên nhưng lũ xâm lăng không công nhận, chỉ hận chiến tranh nhiều năm ta phá làm nước ta bao lần kiệt quệ, thế nên luôn phải nhún nhường. Tuy vậy nhưng quê không hề không thể cam chịu, cho chắn vùng lên chống trả cho tới hơi thở cuối cùng, dù đối diện trước mặt là mưa bão hay đạn bom, dù tay không tấc sắt vẫn chiến đấu một mất một còn, vẫn hiên ngang đứng vươn giữa đất trời những cha ông ta bao đời nay. Và mặc kệ kẻ thù phía trước có hùng mạnh hay xảo gian, chỉ cần nghị lực vững vàng anh em luôn đoàn kết sẵn sàng cường kiên cho xứng danh thanh niên 88. Dù đối diện trước mặt là mưa bão hay đạn bom, dù tay không tấc sắt vẫn chiến đấu một mất một còn, vẫn hiên ngang đứng vững giữa đất trời những cha ông ta bao đời nay. Và mặc kệ kẻ thù phía trước có hùng mạnh hay xảo gian, chỉ cần nghị lực vững vàng anh em luôn đoàn kết sẵn sàng cường kiên cho xứng danh thanh niên 88.